Xin chào cô chú anh chị và các bạn gần xa đến xem kênh của em ngày hôm nay ha. Hôm nay thì đến với bãi kiểm của em Nhi ha. Em Nhi lên thanh lý xả cái lô siêu âm bình lợi lại như giống như ý bên vườn của em Nhi ha, cho cô chú anh chị mình mua và mình sưu tầm giống ha, hoặc mình cho tết năm 2025 luôn cô chú anh chị. Giá cũng hữu nghị cô chú anh chị, mong cô chú anh chị xem được cái nào mình ủng hộ cho vườn của em Nhi nha. Rồi không làm mất thời gian nữa, em mời cô chú anh chị mình gặp luôn em Nhi nha. Em Nhi chào giới thiệu và giao lưu ha. Rồi anh chào Nhi nha. Em xin chào anh và xin kính chào toàn thể của cô chú anh chị đã xem kênh nha. Không phải trở lại kênh, em xin lưu cô chú anh chị luôn may giống nha. Cũng một cô chú anh chị xem được cái nào ông hỏi em ạ. Theo clip hôm nay mã số 13H nha. Cây siêu bình lợi nha cô chú anh chị. Hàng quá trời luôn. Hàng ba chủng giống nha. Quành 15, cao 45, tay ngang được 74. Rồi cái này em để cô chú anh chị gần xem mình giá 350 bao ship nha. Rồi 350 ha. Giờ tiếp theo cây mã số 14H. Rồi. Một cây siêu mình lại nữa nè. Cái tàn cũng khá là xâm luôn cô chú anh chị ha. Đấy cũng khá là dễ thương nha. Quành 19. Nguyên củ nở ở dưới nè cô chú anh chị ha. Cao 48, tay ngang được 63. Cây này non đều gan luôn. Cái này thì gì cho tết thoải mái giùm em ha. Cái này em để cô chú anh chị gần xa mình giá 350 luôn nha. Rồi đây cái ha. Rồi tiếp theo cây mã số 15H nha. Rồi. Một cây siêu mình lại nữa. Cái tàn dễ thương cô chú anh chị ha. Quanh được 10-20. Cây có tàn không? Cây lên nụ nè cô chú anh chị ha. Tới ngang 54. Cây lên nụ khá là ok ạ. Dạ, yeah, cái này em để cô chú anh chị gần xa mình giá 300 ngàn nha. Rồi, đợi cây ha. Rồi, tiếp theo cây mã số. Mã số 16H. Một cái siêu bông mình lại nữa. Rồi, nguyên cái cũ luôn nè cô chú anh chị ha. Quanh 12. Rồi. Cao 45, tới ngang 61. Rồi, cái này em để cô chú anh chị gần xa mình giá 300 luôn nha. Rồi, đợi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 18H, một cây giảm như ý nha. Rồi cái này cái tàn cũng khá luôn ha. Quành 18, có cũ nè. Cao 53, cái ngang được 63. Cây này em để cô chú anh chị gần xa mình giá 350 một cây giảm như ý nha. Rồi đợi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 19H, một cây siêu bông mình lại nữa nha. Rồi này ghép được 3 bo ha. Quành 17, cao 50, cái ngang được 58. Cái này em để cô chú anh chị gần xa mình giá 350 ngàn. Rồi đợi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số 20H. Rồi. Một cây giảm như ý nha. 19H chứ, 19H nha cô chú anh chị. Ủa 19H, 19H cây giảm như ý nha. Cái này ghép được một bao cô chú anh chị ha. Chọc bao cũng khá là bự nè. Quanh được bao okay. 15, cao 41, tới ngang được 44. Cái này em để cô chú anh chị gần xa mình giá 200 ngàn nha. Rồi đợi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số 20H, một cây siêu bình lợi ạ. Rồi cây này tàn bự lắm nha cô chú anh chị. Quanh 16, cao 65, tới ngang 79. Có đế luôn cô chú anh chị. Cái này em để cô chú anh chị gần xa mình giá là 400 ngàn thôi nha. Rồi đợi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số 21H, một cây giảm như ý nha. Hôm nay là em bán rẻ nhất đó nha cô chú anh chị. À, không sao, hôm nay thanh lý cô chú anh chị ha. Quanh được 17. Rồi. Cao 57. Tay ngang 80. Rồi. Rồi cái này em để cô chú anh chị gần xa mình giá. Ok ha. 350, hàng bao chủng giống nha. Rồi, đã cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 22H. Rồi. Một cái siêu bông bình lợi nữa. Đây cái này cái tàn cũng khá ha. Có cũ luôn nè cô chú anh chị. Rồi, không sao luôn em ha. Quanh được 14. Cao được 55. Tay ngang 63. Cái này em để cô chú anh chị gần xa mình giá 350 luôn. Và cũng là cây clip của em nha. Em xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết clip và ủng hộ trong thời gian qua nha. Cũng rất mong cô chú anh chị xem được cái nào ủng hộ em ạ. Em xin chào và gặp lại ạ. Rồi cũng thay mặt cho kênh cũng như em Nhi, cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết clip và ủng hộ nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị mình ở những clip tiếp theo ạ.